Chào mừng các bạn khán giả thân mến của kênh Dị Chuyện. Và ngày hôm nay thì Phi Tùng xin gửi tới các bạn khán giả tập 346 của bộ truyện Tiên Kịch tác giả Nhĩ Căn qua giọng đọc Phi Tùng. Các bạn đừng quên ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Dị Chuyện để cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và ngay sau đây thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Tập 346. Lúc này thì lão Chu Tước tay phải bỗng giơ lên hướng về phía đấu trường ngàn dặm nhấn một cái, trong miệng thì quát khẽ: "Sau khi mà tuyển chọn xong trưởng lão Lạc Sinh Hội, thiếu đế sẽ thí luyện mở ra." Tiếng nói như sấm ầm ầm vang vọng. Trường đấu ngàn dặm dưới mặt đất liền có những tiếng bang bang vang lên. Ngay sau đó có một tiếng long quy gầm thét kinh thiên động địa vang vọng. Cự quy trước kia từng xuất hiện ở giới thần thông của Vương Lâm, từ một mảnh mai rùa đột nhiên biến ảo hiện ra. Cự quy to lớn ngàn dặm, hình dáng cực kỳ khổng lồ, dáng vẻ thì dữ tợn, khiến cho người ta nhìn thấy thì cả đời khó mà quên. Trong nháy mắt khi nó xuất hiện, một lực trùng kích liền tràn ra khắp bốn phương tám hướng, khiến cho mấy vạn tu sĩ bên ngoài đều lộ vẻ cuồng nhiệt và cung kính, vội vàng tránh ra vây quanh từ xa xa. Cự quy gầm thét, sau khi mà hiện thân liền ngẩng phát đầu chăm chú nhìn lão Chu Tước. "Dâng hương." Lão Chu Tước vung hai tay lên, không còn vẻ đùa cợt như là vừa rồi nữa mà thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Lập tức liền có một cảm giác không giận mà uy tỏa ra, bên trong còn ẩn chứa một luồng cảm giác bá đạo. Dường như chỗ của lão đang đứng, theo lời nói của lão vừa thốt ra, thiên địa ầm vang. Trên lưng cự quy liền có ba cây hương to lớn hiện ra chỉ thẳng lên trời. Từ xa nhìn lại, cự quy dường như biến thành một tòa tế đàn khổng lồ. Trên tế đàn khổng lồ này có ba cây hương kinh thiên. "Vùng đất Liên Lạc chúng ta thí luyện thiếu đế cực kỳ đơn giản. Ba cây hương này đại biểu cho thiên, địa và nhân, ba huyễn giới, mà người đều phải đưa hồn vào đốt ba cây hương này. Thứ hai là cây hương này sau khi bị đốt, đừng thấy nó dài cả ngàn trượng, mà sau khi bị đốt thì trong thời gian ngắn sẽ cháy thành tro đấy. Và người cần làm chính là tìm mọi cách để khiến cho nó cháy thong thả, trước khi bị đốt hết hồn phách, có thể từ trong đó đi ra, trở lại thân thể." Sắc mặt lão Chu Tước cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía Vương Lâm. "Bất cứ thí luyện nào đều có nguy hiểm cả. Vùng đất Liên Lạc thí luyện, thiếu đế cũng như vậy. Ngươi nếu không vượt qua nổi, sau khi mà đốt hương, nếu trước khi cây hương cháy hết, không thể ra ngoài được, thì hồn phách sẽ bị thiêu đốt trong đó mà chết. Có lão Phu ở đây, cho dù ngươi không chết thật, thì cũng sẽ khiến lão Phu rất là thất vọng đó. Thí luyện này từ trước tới nay chỉ có hai người thành công. Lão Phu là người đầu tiên, còn trước ngươi thì có một người. Người này thì tiên tư tuyệt luân. Cây hương thứ nhất 5 hơi thở, cây hương thứ hai 9 hơi thở, cây hương thứ ba thì bị vây trong 14 nhịp thở. Cho dù là Lão Phu cũng không được như hắn đâu. Ngươi giờ có dám thí luyện hay không? Trả lời cho ta biết." Ánh mắt lão Chu Tước như đuốc nhìn Vương Lâm. "Có gì không dám?" Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh mở miệng mà nói. "Được, ta mong ngươi có thể mang đến sự vui mừng lần thứ ba cho ta." Lão Chu Tước cười to, tay phải vung lên hóa thành một cơn cuồng phong trực tiếp quấn lấy thân thể Vương Lâm. Dưới cuồng phong đó thì Vương Lâm tự nhiên hóa thành một tia chớp lao thẳng tới trên lưng cự quy, tới gần cây hương thứ nhất. Lúc này ánh mắt Tư Mặc Tử lộ vẻ ác độc vô cùng, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Giờ phút này vẻ mặt hắn thì tím đen, cho dù thần thông cũng không có cách nào trong thời gian ngắn làm mất đi cái vết tím đen đó được. Dù đây cũng là thương tích do lão Chu Tước gây ra, cố tình lưu lại làm nhục hắn. Lúc này thì Tư Mặc Tử cũng không dám tỏ địch ý rành rành trước mặt đối với cả Vương Lâm, nhưng mà sát khí trong lòng lại càng đậm hơn. "Thí luyện ở vùng đất Liên Lạc này thì Trường Tồn Hội đã có nghiên cứu khá là sâu. Tên tiểu tạp chủng này tu vi như vậy, quyết không thể thành công." Tư Mặc Tử trong lòng thầm hừ lạnh. Vân Lạc Đại Thi bên cạnh hắn thần sắc cũng là âm trầm. Tay phải của nàng đặt trong áo khẽ động, bắt ấn quyết, dường như đang thôi diễn cái gì đó, nhưng ánh mắt lại âm trầm, liếc nhìn Diệu Âm Đạo Tôn ở phía xa xa một cái. Về phần Diệu Âm Đạo Tôn thì vẫn nằm trên đám mây, đôi mắt nheo lại một chút, ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị.
Tên nhóc này thì chính là Vương Lâm theo lời Thủy Đạo Tử truyền âm. Chủ nhân của phong giới thì không chết sao? Thủy Đạo Tử hẳn là không dám lừa ta. Nhưng việc này thì vẫn cần cẩn thận một chút. Năm đó ta sở dĩ ra tay là bởi vì trưởng tôn cho ta lợi ích lớn. Lúc này muốn ta ra tay thì phải xem trưởng tôn hội có thể bỏ ra những gì đã. Thần sắc Diệu Âm Đạo Tôn bình tĩnh nhìn thẳng vào Vương Lâm đang tiến tới cây hương, trong lòng thầm than. Về phần Lam Mộng Đạo Tôn thì nhìn thoáng qua nữ nhi bên cạnh, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp suy nghĩ. Tên này thì trong thời gian ngắn đã khiến cho Thiểm Lôi tộc bị hủy, lại có liên hệ sâu sắc với vùng đất Liên Lạc. Ta quả thật đã xem thường hắn. Thân là một trong Thái Cửu Ngũ Tôn, ta có trách nhiệm phải thủ hộ Thái Cổ Tinh Thần. Nhưng mà người này với cả Nguyệt Nhi thì... Còn Trường Tôn Hội thì ta có thể không cần. Coi như là Trường Tôn có xuất quan thì ta cũng có thể nói năng để cự tuyệt. Chỉ là nếu như Mộng Nhi tới thì ta phải làm thế nào chứ? Nhớ tới thê tử, trong lòng Lam Mộng Đạo Tôn nổi lên sự đau đớn. Hắn vĩnh viễn thì không thể nào quên được thê tử năm đó sau khi ra đi liền trở thành một người xa lạ. Về phía lão già mặc da thú thì lúc này đơn giản nhắm mắt, căn bản không thèm để ý. Dường như mọi chuyện ngày hôm nay đều không có chút hấp dẫn so với trận chiến với cả Chu Tước Lão Điều. Từ mũi con thằn lằn khổng lồ dưới thân của lão phun ra hai luồng bạch khí, đôi mắt âm lạnh nhắm lại. Bốn phía xung quanh cự quy lúc này thì mấy vạn tu sĩ cũng bình tĩnh ngưng thần. Nhìn thân ảnh Vương Lâm đã tới gần cây hương thứ nhất, trong lòng có đủ loại tâm tư. Người này cũng thật là may mắn, không ngờ được thiếu đế thứ nhất coi trọng. Nhưng mà thí luyện nọ cực kỳ gian nan, ta tin chắc chắn là hắn không thể thành công. Ta lấy tu vi thiên nhân ngũ suy của trưởng lão thứ nhất Lạc Sinh Hội cũng không dám tiến hành thí luyện thiếu đế. Người này cho dù là đại đế và thiếu đế thứ nhất coi trọng, nhưng mà muốn thành công thì cũng chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Ở bên trên trường đấu của Đại Đế Tinh, mấy vạn tu sĩ ngưng thần quan sát. Vương Lâm đi tới bên cạnh cây hương thứ nhất, rơi lên trên mai rùa. Đứng gần cây hương thì thân ảnh Vương Lâm thật quá là nhỏ bé. Cây hương này trông như là một ngọn núi, một làn hương lan ra truyền vào trong mũi khiến cho tinh thần người ta rung lên. Vương Lâm hít sâu một hơi, tay phải giơ lên đặt lên cây hương trước người. Trong nháy mắt khi hắn tiếp xúc với cả cây hương, hai mắt hắn nhắm lại, thân thể không nhúc nhích, hồn phách tiến vào trong cây hương. Cửa thí luyện thứ nhất chính là nhân giới trong thiên địa nhân. Bên tai Vương Lâm lúc này truyền tới những tiếng nước chảy ào ào. Có rất nhiều tiếng ồn ào dần dần nổi lên, càng ngày càng rõ, cho tới khi át cả tiếng nước chảy thay thế tiếng động đó bên tai Vương Lâm. Lúc này bầu trời là một màu xanh thăm thẳm tuyệt đẹp, những đám mây trắng lờ lững trôi. Chẳng qua nhìn kỹ thì thấy dường như không chân thật cho lắm. Vương Lâm đang đứng trên một cây cầu, nước sông dưới cầu chảy xuôi. Xa xa thì giữa sông còn có mấy chiếc thuyền, mơ hồ truyền ra tiếng nhạc. Hai bên cầu là đường phố huyên náo, rất đông người đi lại, mơ hồ không thấy rõ diện mạo bọn họ. Thu hồi ánh mắt nhìn bầu trời, cả người Vương Lâm dường như đi vào trong mộng, tất cả đều là hư ảo, khiến cho hắn không thể thấy bất cứ một cảm giác chân thật nào cả. Dù là cây cầu này thì trong mắt hắn cũng mơ mơ hồ hồ, dường như lúc nào cũng có thể tan biến. Dường như trong thiên địa này, tất cả ngoài hắn là rõ ràng ra thì toàn bộ đều là mờ ảo. Đây là một thành trì của phàm nhân. Thành trì không lớn nhưng lại rất rất nhiều người. Trên đường phố có rất nhiều hàng rong, tiếng giao bán liên miên không dứt. Chẳng qua tất cả đều trong mơ hồ, không hề hòa hợp với hắn. Đây là đệ nhất quan sao? Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ trầm tư. Đang muốn xoay người xuống cầu thì lúc này thân thể hắn chấn động, quay mạnh về phía bờ sông. Trên bờ sông có một chiếc thuyền lớn đang từ từ trôi tới. Ngồi trên thuyền là một thanh niên, trong tay cầm một chén rượu. Trước người có mấy người con gái đang múa, phía sau người này có vài tùy tùng nữa. Vạn vật trong thiên địa chỉ là tạm bờ, thời gian trôi đi, trăm năm cũng trong nháy mắt mà qua. Đời người là giấc mộng, biết thế nào là vui, thế nào là không vui chứ. Trong tiếng cười dài, tiếng nói của tên đó truyền ra rất là yếu ớt nhưng lại rất là ngông cuồng. Người thanh niên đó cầm chén rượu uống cạn. Vương Lâm từ khi mà tới nơi này, ngoài bản thân ra thì mọi vật đều mơ hồ. Nhưng giờ phút này trong nháy mắt khi mà nhìn thấy người thanh niên này thì lập tức trở nên rõ ràng. Loại rõ ràng này hoàn toàn đối lập với cả vẻ mơ hồ bốn phía, cực kỳ sáng lạng. Vương Lâm chỉ liếc mắt một cái, thân thể liền sững ra, tâm thần ầm ầm như là trời long đất lở.
Hình dáng người thanh niên này hắn vô cùng quen thuộc, gần như là... Đây dường như chính là bản thân hắn. Thanh niên thi từ cuồng phóng, nâng chén uống cạn, không ngờ lại giống hệt Vương Lâm. Thứ duy nhất khác nhau đó chính là dấu vết của năm tháng. Vương Lâm dù nhìn như là thanh niên nhưng thực tế đã 2000 tuổi. Trên người hắn hiển nhiên tràn ngập cảm giác năm tháng. Còn người thanh niên đang uống rượu này trên người lại tràn ngập sinh cơ, nhìn thế nào đi nữa cũng chỉ là một phàm nhân gần 30 tuổi mà thôi. Cả người Vương Lâm sững sờ nhìn chiếc thuyền đang trôi dần xa. Thanh niên trên thuyền buông chén rượu, giơ tay lau vết rượu nơi khóe miệng. Hay, thưa công tử thật là không giống bình thường. Theo như tiểu nhân thấy thì bài thơ này chỉ trên trời mới có, nhân gian khó có thể nghe thấy, hay lắm, tuyệt vời lắm. Một tên tùy tùng phía sau thanh niên nói. Tùy tùng này thoạt nhìn chừng khoảng 40, tỏ vẻ than thở lắc đầu nói. Nói nhảm, đây rõ ràng là thi từ do cổ nhân lưu lại. Người nói cứ như là do bổn công tử tự mình làm ra vậy. Thanh niên kia mỉm cười, cầm cây quạt ở phía trước chỉ vào tên tùy tùng nói. Tên tùy tùng kia cười hăng hắc, cũng không ngại, ngẩng đầu nhìn bốn phía thở dài nói. Công tử à, chúng ta cũng không còn nhiều bạc nữa đâu. Thuê thuyền trên sông thế này tốn nhiều lắm. Cũng đã 4 ngày rồi, không bằng về kinh đi. Thanh niên nọ lắc đầu, lại cầm bầu rượu bên người uống một ngụm. Đang muốn nói chuyện thì thân thể hắn sững lại, ngẩng đầu ánh mắt rơi vào trên cây cầu bắc ngang sông. Ở trên cầu đó Vương Lâm đang đứng. Ánh mắt hắn và thanh niên nọ yên lặng va chạm vào nhau trong tích tắc. Thân thể thanh niên kia run lên, sắc mặt lập tức có biến đổi, lộ vẻ kinh ngạc, nhẹ nhàng buông chén rượu đứng lên, hướng về phía Vương Lâm đang đứng trên cầu, ôm quyền cất dao giọng nói. Vị huynh đài này có thể lên đây đối ẩm một phen hay không vậy? Giờ phút này Vương Lâm dần dần nén lại chấn động trong tâm thần, ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Thân thể bước một bước về phía trước, cả người giống như một chiếc lá bị gió cuốn đi, nhẹ nhàng rơi trên thuyền. 3-4 người tùy tùng bên cạnh người thanh niên cặp mắt đều trợn trừng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, thần sắc lộ vẻ không dám tin. Họ giật mình không chỉ vì động tác của Vương Lâm mà còn vì hình dáng của Vương Lâm giống hệt công tử nhà họ. Sau khi rơi trên thuyền, Vương Lâm cũng không nói gì, trực tiếp ngồi xuống đối diện với cả người thanh niên kia. Người thanh niên nọ cẩn thận nhìn Vương Lâm vài lần, càng nhìn thì trong lòng càng kinh ngạc. Bề ngoài của đối phương thật sự rất giống mình. Hắn do dự một chút ngồi xuống, sai tùy tùng chuẩn bị chén rượu. Chẳng bao lâu sau, tùy tùng đã mang một chén rượu khác đặt trên bàn. Người thanh niên tự mình rót rượu, ánh mắt vẫn đánh giá Vương Lâm, trong lòng thầm lấy làm kỳ quái lắm. Bề ngoài của huynh đài có gì hơi giống tại hạ thì phải. Tại hạ trên đường gặp qua không ít người, nhưng mà chưa bao giờ phải gặp trường hợp thế này. Xin hỏi tên tuổi của huynh đài là gì, có tiện cho biết hay không? Thanh niên nọ mỉm cười mang theo vẻ tò mò mà hỏi. Vương Lâm không nói gì, trong mắt luôn có vẻ trầm tư, cầm chén rượu một mình uống cạn. Thấy Vương Lâm không đáp, người thanh niên cũng không ngại, tự mình cầm lấy bầu rượu lại rót đầy chén cho Vương Lâm. Nước chảy róc rách êm tai bên thuyền. Dần dần chiếc thuyền theo bờ sông đi qua cầu đá, hướng về phía xa xa chậm rãi trôi đi. Ca múa ở trên đầu thuyền vẫn còn, chẳng qua người thưởng thức thì vẫn còn đang trầm mặc. Vương Lâm cứ từng chén uống cạn, trong mắt thì lộ vẻ suy tư hóa thành hàng ngàn sợi tơ, làm rối rắm tâm thần của hắn, khiến cho hắn uống rượu cũng trở nên vô vị. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thí luyện này là nhân luyện, vì sao lại gặp phải một người như vậy? Người này chẳng những bề ngoài giống ta, mà ngay cả linh hồn cũng... Vương Lâm cau mày lại, một lần nữa uống cạn chén rượu. Thanh niên nọ thì vẫn luôn mang theo vẻ tươi cười, không lên tiếng nữa. Nhưng mà tùy tùng đi bên cạnh hắn thì bĩu môi, trong lòng thầm coi thường. Đây là quế hoa lão tiểu của Tô Thành đó, cực kỳ đắt tiền đó. Dần dần thì màn đêm buông xuống, một cơn gió mang theo khí lạnh trên sông thổi nhẹ qua thuyền. Những ca kỹ ở đầu thuyền sớm đã lui ra, chỉ để lại Vương Lâm và 3 người tùy tùng. Ánh trăng chậm rãi, tràn ngập mặt đất, chiếu rọi khắp mặt sông. Gió nhẹ thổi qua, mặt nước xuất hiện những vệt sáng trông vô cùng đẹp mắt. Thần sắc của đám tùy tùng đã không còn kiên nhẫn, ngẩng đầu nhìn sắc trời, không lâu sau dường như không nhịn được,
mà khom lưng cúi đầu kéo áo người thanh niên nháy mắt ra dấu. Người thanh niên nọ lắc đầu cười không để tới hắn. Người tùy tùng cười khổ thấp giọng nói: "Công tử à, nếu đi tiếp nữa thì lại phải thêm tiền thuê thuyền. À, còn có rượu này sắp hết rồi đó." "Uống rượu của ta đi." Vẻ trầm tư trong mắt Vương Lâm dần dần tiêu tán, lấy ra một bầu rượu. Bầu rượu này không phải là long huyết, cũng không phải thứ rượu tầm thường. Phàm nhân uống vào sẽ kéo dài tuổi thọ, linh trí rộng mở. Thấy tự nhiên Vương Lâm không biết làm thế nào lại biến ra một bầu rượu, người tùy tùng kia đôi mắt lại trợn trừng lên, lộ vẻ hoảng sợ, không dám thúc giục công tử nhà mình nữa. Rót cho bản thân một chén, Vương Lâm lại đặt bầu rượu lên bàn, cầm chén rượu. Sau khi uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi đột nhiên nói: "Nơi này là Triệu Quốc sao?" Người thanh niên kia cũng bị cảnh tượng Vương Lâm xuất ra bầu rượu làm cho khiếp sợ. Hồi lâu sau mới hít một hơi thật là sâu, gật đầu: "Tiền bối là tiên nhân sao?" Người thuở nhỏ lớn lên trong sơn thôn, phụ thân tên là Vương Thiên Thủy, là con thứ hai làm nghề nhà thợ mộc. Mẫu thân là Chu Anh Tố, là người của Chu Gia Trang, từng học mấy năm thi thư. Người khi còn bé được bố mẹ dạy dỗ, bắt đầu đọc sách nhận chữ, đúng không? Vương Lâm cầm chén rượu, thấp giọng tự nhủ. Những lời này giống như tiếng sấm sét rơi vào tai người thanh niên kia, cả người hắn sững sờ ở đó. Vương Lâm thở dài một tiếng, buông chén rượu phức tạp nhìn thanh niên nọ một cái rồi nhẹ giọng mà nói: "Nhân sinh do ngươi lựa chọn, vậy cứ thế mà đi qua thôi." Nói xong Vương Lâm đứng dậy, nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời. Mọi mơ hồ trước mặt lúc này trong tích tắc hoàn toàn tiêu tán, tất cả đều trở nên rõ ràng. Hắn hướng về phía bờ sông cất bước đi thẳng lên trời, cất bước từ từ đi dần xa. Thân thể tên tùy tùng trên thuyền run rẩy, co quắp ngồi một bên, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, ngơ ngác nhìn thân ảnh Vương Lâm biến mất, run giọng mà nói: "Ôi, thật sự là tiên nhân kìa, công tử. Đúng là tiên nhân đó, giấc mộng của người thật là..." Người thanh niên kia kinh ngạc nhìn bầu trời, hồi lâu sau thở dài một hơi, cúi đầu nhìn thoáng qua bầu rượu trên bàn, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc rất là nồng đậm. Vương Lâm ở trên bầu trời nhìn xuống mặt đất. Mặt đất nơi này hắn rất là quen thuộc, so với Triệu Quốc ở trên Chu Tức Tinh giống hệt như nhau. Cửa nhân này ta lấy hồn tiến vào, vốn tưởng là khảo nghiệm giống như thiên vận tử vấn đạo, nhưng mà lại không ngờ rằng nơi này không phải vấn đạo mà là tâm ma. Vương Lâm thầm than, ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Ta chán nản tu đạo sao? Nếu không thì sao lại có thể hiện ra một hư hồn nhân sinh như thế này được cơ chứ? Vương Lâm trầm mặc. Nếu so sánh vấn đạo của thiên vận tử năm đó, lúc này ta biết rõ bản thân tồn tại, biết rõ tất cả đều là hư ảo, biết rằng hồn phách của mình tiến vào đây, cũng biết rằng mục đích của ta tới nơi đây, ta muốn đốt cây hương đó. Vương Lâm ngẩng đầu mang theo một tia phiền muộn không thể nói rõ. Hắn vừa rồi trong nháy mắt nhìn rõ mọi mơ hồ trong thiên địa đều đã hiểu được. Đệ nhất quan này, cây hương đại điện cho nhân làm sao mà đốt? Nếu hắn muốn thì hiện giờ có thể đốt hương. Chỉ là ta còn muốn trước khi đốt hương đi nhìn bọn họ và còn có cả nàng nữa. Ánh mắt Vương Lâm hiện ra một chút cô độc và bi ai. Hắn biết rõ tất cả đều là giả, đều là do hồn phách biến thành, nhưng hắn vẫn không nhịn được, muốn coi tất cả là thật, muốn nhìn được một lần. Đây chính là thứ mà cả đời hắn không muốn động chạm, là nghịch lân của hắn, nàng. Chỉ cần liếc mắt một cái, ta liền đốt nén hương này ngay. Vương Lâm liền nhìn về phía trước, cất bước một cái, cả người biến mất hoàn toàn. Trên đại đế tinh, ánh mắt của mấy vạn người đang tập trung nhìn vào lưng cự quy hư ảo. Thân ảnh đang đặt tay lên cây hương thứ nhất vẫn không nhúc nhích. Gió nhẹ thổi tới khiến cho mái tóc và y phục của thân ảnh đó tung bay. Ánh mắt của lão Chu Tước lộ ra một tia lo lắng nhìn về phía thân ảnh đó. Ánh mắt của lão Chu Tước lộ ra một tia lo lắng nhìn về thân ảnh đó, vẻ lo lắng càng đậm. Làm sao lại chậm như vậy chứ? Đốt cây hương thứ nhất lấy tu vi của hắn hẳn là phải sớm hoàn thành mới phải. Ta vốn tự tính hắn nhiều nhất cũng chỉ là mất 2 khắc đốt, trong một nhịp thở sẽ thoát ra ngay. Lúc này đã qua 1 canh giờ rồi, tương đương với nửa ngày trong đó. Chả lẽ người này mấy ngàn năm không rõ, hồn không về quê cũ không xong hay sao? Khóe miệng Tư Mặc Tử thì lại
lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhìn chằm chằm vào thân ảnh cạnh cây hương, trong lòng thầm nghĩ. Lúc này mới là cây hương đầu tiên mà đã kém cỏi như vậy rồi. Cái tên tiểu tạp chủng này nhất định không thể thông qua thí luyện. Hắn một khi mà không thông qua, xấu mặt trước bao nhiêu tu sĩ như vậy, thiếu đế thứ nhất cũng sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Đôi mày thanh tú của Vân Lạc Đại Ti nhíu chặt lại, tay phải giấu ở trong tay áo, tốc độ bắt quyết càng nhanh, dường như đang tính toán thời khắc mấu chốt vậy. Mà lúc này thì ánh mắt của lão Chu Tước nhìn về phía cây hương đột nhiên sững lại. Không chỉ có hắn mà đại bộ phận tu sĩ nơi đây cũng thấy thân ảnh đang nhắm mắt, mặc bạch y, tay đặt trên cây hương, từ trong đôi mắt có hai hàng lệ thông suốt chảy xuống. Hồn về quê cũ, hồn phách đau thương. Khi mà trở về thân thể sẽ có lệ đau đớn rơi xuống. Cửa nhân này hay lắm đó. Ánh mắt Lam Động Đạo Tôn nhìn vào giọt lệ, nhẹ giọng mà nói. Trong huyễn giới của cửa nhân thì Vương Lâm đứng ở trên hàng nhạc phái nhìn sơn thôn phía dưới, xoay người rời đi, vừa gạt lệ trong mắt đang chảy xuống. Trong Hỏa Phần Quốc, Lạc Hà Môn, tại đan phòng phía sau núi, một thiếu nữ xinh đẹp đang cau mày, đôi mắt trông mong nhìn đan lộ đang tỏa ra khói đen phía trước, thâm giọng nói với cả nữ tử trung niên đang ở bên cạnh. Sư Tôn à, Uyển Nhi lại không luyện thành rồi. Được rồi, được rồi, lần nào là cũng cái xe dáng vẻ đáng thương như vậy. Thôi, ngươi đi về phía sau dược phòng của vi sư, lấy ít thủy nguyệt thảo về đây, ta xem có thể luyện đan lô này một chút được hay không. Nữ tử trung niên kia trừng mắt lườm thiếu nữ một cái. Thiếu nữ lè lưỡi trông vô cùng đáng yêu, mặt mày hớn hở vội vàng chạy khỏi đan phòng. Thiếu nữ này mặc một tiểu sa màu vàng, mái tóc bện làm hai, nhẹ nhàng phất phơ phía sau thân thể, khiến cho nàng thoạt nhìn trông vô cùng đáng yêu. Tướng mạo của nàng cũng không phải là tuyệt mỹ, cũng không phải là rất tinh xảo. Trên mặt còn có nét ngây thơ của trẻ con, nhưng vẫn có thể thấy tính tình ôn nhu của nàng. Luyện đan cũng thật sự đúng là quá khó, luyện mãi chẳng xong. Mình rõ ràng là rất để tâm rồi cơ mà. Thiếu nữ đi trong núi, bĩu môi và nói. Mà không biết ca ca hiện giờ thế nào rồi. Thiên tư huynh ấy rất là tốt. Vừa mới vào phái đã được bồi dưỡng trọng điểm. Ta cần phải cố gắng hơn nữa, không để huynh ấy xem thường mới được. Thiếu nữ đang đi đột nhiên dừng chân, ánh mắt rơi vào một cây thảo dược phát ra ánh sáng ở dưới một gốc cây không xa. Bước tới nhẹ nhàng hái vài lá thảo dược, không hề phát hiện ra phía sau nàng từ lúc nào đã xuất hiện một thân ảnh cô độc. Vương Lâm kinh ngạc nhìn thiếu nữ phía trước. Tuy rằng cái vẻ ngoài đối phương so với năm xưa có hơi khác, nhưng hắn chỉ nhìn một cái là đã nhận ra ngay. Ánh mắt Vương Lâm dần dần lộ ra vẻ ôn nhu, đứng ở nơi đó lòng đầy đau khổ. Thiếu nữ sau khi hái vài lá dược thảo cẩn thận đặt trong túi trữ vật, đứng dậy đang muốn rời đi, đột nhiên thân thể sững lại, lùi lại phía sau vài bước, ngồi xuống gạt bụi cỏ ra, thấy một con thú nhỏ. Con thú này trông như con sóc, lại đang nằm hấp hối. Đùi phải của nó bị thương, huyết nhục mơ hồ, dường như bị cắn một cái mà ra thế này. Thiếu nữ nén tiếng thở dài, ánh mắt lộ vẻ đau thương, vội vàng xuất túi trữ vật lấy ra một ít dược thảo, sau khi nghiền nát mới bôi lên miệng vết thương của con thú. Chỉ là thứ dược thảo này hiển nhiên không thể giúp con thú nhỏ có thể sống sót. Hai mắt nó ảm đạm dần, máu chảy ra rất là nhiều, sắp chết tới nơi. Ánh mắt thiếu nữ lo lắng, vội vàng ôm nhẹ lấy con thú nhỏ, xoay người đi về phía đan phòng dưới để gặp sư tôn. Nhưng vừa quay đầu lại, nàng lập tức kinh hãi kêu lên một tiếng, thân thể nhanh chóng lùi lại, đôi mắt lộ vẻ lo sợ. Khi nàng đột nhiên xoay người, hiển nhiên đã nhìn thấy Vương Lâm ở phía sau, nhất thời bị dọa khiếp hãi. Để ta giúp cho. Thấy ánh mắt sợ hãi của thiếu nữ, trong lòng Vương Lâm run rẩy, êm ái mở miệng, tay phải giơ lên vung về phía trước. Lập tức một đạo bạch quang lóe lên rơi vào người con thú ở trong lòng thiếu nữ. Vết thương trên người con thú nhanh chóng khép lại với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Ngay cả đôi mắt đã mở dần trong nháy mắt cũng có thần thái. Con thú nhỏ sau khi hồi phục thân thể liền nhoáng lên, từ trong lòng thiếu nữ nhảy lên một nhánh cây, quay đầu lại nhìn hai người một cái, sau đó liền biến mất ở phía xa xa. Thiếu nữ hít một hơi thật là sâu, vỗ vỗ ngực, tò mò nhìn Vương Lâm, thấp giọng nói. Vạn bối, Lý Mộ Uyển ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối ở môn phái nào vậy? Muốn tới tìm sư tôn của vạn bối hay sao? Vương Lâm lắc đầu nhìn thiếu nữ trước mắt, thần sắc càng thêm ôn nhu, nhẹ giọng mà nói. Ta tới không phải tìm sư tôn của nàng,
Ta ở nơi này. Ở nơi này sao? Lý Mộ Uyển trợn trừng mắt. Vương Lâm mỉm cười, tay áo vung lên. Lập tức có một cơn lốc tràn ra cuốn lấy thân thể Lý Mộ Uyển. Trong nháy mắt hai người biến mất. Sau khi xuất hiện đã ở trên một ngọn núi cao nhất ở nơi đây, mây khói lượn lờ. Nơi này không biết từ bao giờ đã xuất hiện một tòa động phủ. Ngoài động phủ đó, Lý Mộ Uyển mở to đôi mắt. Nhìn cảnh tượng này một hồi lâu sau mới hồi phục lại tinh thần. Ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm tràn đầy sự ngạc nhiên. Tiền bối nhất định là lão quái, lánh đời của Lạc Hà Môn ta. À không, không phải lão quái mà là cao nhân lánh đời. Lý Mộ Uyển vừa cười cười vừa lui lại vài bước, trong mắt hiện lên chút ý cảnh giác. Nơi này thì bốn bề vắng lặng, nàng lại bị Vương Lâm quấn tới đây, hiển nhiên là hoảng hốt. Tuy rằng Vương Lâm trông không giống người xấu, nhưng trong lòng Lý Mộ Uyển thì vẫn là lo lắng. Tiền bối à, vãn bối được lệnh sư tôn đi hái thảo dược. Đã lâu rồi, sư tôn chắc chắn đang lo lắng tìm kiếm. Vãn bối xin cáo lui trước vậy. Lý Mộ Uyển cuống quýt lui về phía sau, giọng nói lại càng chỉ ra sư tôn đang tới sẽ tới bất cứ lúc nào. Vẻ mặt Vương Lâm tươi cười, hắn chưa bao giờ gặp phải ánh mắt Lý Mộ Uyển như vậy. Nghe thế gật đầu. Lý Mộ Uyển vội vàng lùi lại phía sau, theo sơn đạo nhanh chóng mà rời đi. Cho tới khi mà xuống núi, nàng mới thở phào một hơi, quay đầu lại nhìn trên đỉnh núi. Sư tỷ từng nói lão quái ở tu chân giới rất là cổ quái, hơn nữa lại thích lấy lô đỉnh tu luyện, dọa mình sợ chết mất. Lão quái này xuất hiện vô danh vô thức, lại nhoáng một cái cuốn mình lên đỉnh núi. Nếu không phải mình phản ứng nhanh, nói tới sư tôn thì chắc là sợ hôm nay mình nguy rồi. Nhưng mà lão quái này thuận nhìn tuổi còn trẻ như vậy, không giống người xấu, có lẽ mình nghĩ ngợi quá nhiều thôi. Thấp giọng thì thầm vài câu, Lý Mộ Uyển vội vàng rời đi. Vương Lâm ở trên đỉnh núi, ánh mắt có thể nhìn thấy mọi vật, thấy ánh mắt của Lý Mộ Uyển, thậm chí có thể nghe rõ những lời của nàng nói. Cho tới khi Lý Mộ Uyển rời đi, Vương Lâm mới thu hồi ánh mắt, trên mặt hiện lên nét vui mừng nhàn nhạt, nhưng lại mang theo vẻ buồn phiền. Đây là do trí nhớ trong hồn ta biến ảo ra, hay là tồn tại thật sự? Trong ký ức của ta rõ ràng không có cảnh này cơ mà. Vương Lâm than nhẹ, không muốn nghĩ tới việc này nữa, yên lặng nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau hắn chậm rãi mở mắt, thấp giọng lầm bầm. Nhìn nàng một lần nữa thôi, nói chuyện với nàng một lần nữa thôi rồi ta sẽ rời đi ngay, sẽ đốt cây hương thứ nhất này ngay. Thời gian chậm rãi trôi đi, một ngày, hai ngày, trong nháy mắt đã qua 4 ngày rồi. Trong 4 ngày này Lý Mộ Uyển không xuất hiện nữa, Vương Lâm vẫn ở trên đỉnh núi kia chờ đợi. Giống như trong ký ức của hắn, Lý Mộ Uyển ở Vân Thiên Tông cùng với tiếng đàn làm bạn, chờ đợi mình trở về. Trong 4 ngày này thì Vương Lâm không đả tọa mà ngồi yên lặng nhìn bầu trời, chờ đợi. Cho tới ngày thứ 5, sau giờ ngọ, một loạt tiếng thở hổn hển từ chân núi truyền tới. Lý Mộ Uyển từ chân núi leo lên. Sau khi đi tới đỉnh núi, Lý Mộ Uyển lau mồ hôi trên trán, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng và cảnh giác, nhưng cắn răng đi tới trước mặt Vương Lâm. Vương Lâm lẳng lặng nhìn Lý Mộ Uyển, trên mặt hiện lên vẻ ôn nhu. Chẳng qua vẻ ôn nhu này khi rơi vào mắt Lý Mộ Uyển lại khiến nàng theo tiềm thức phải lùi lại phía sau vài bước, sự cảnh giác trong lòng càng thêm đậm. Tiền bối ơi, người có thể cứu chữa cho nó hay không vậy? Lý Mộ Uyển cắn môi, cẩn thận từ trong lòng đưa ra một con thú nhỏ cỡ bàn tay. Con thú này giống con mèo nhưng vẫn là con nhỏ. Thân thể đầy lông mượt mà nằm trong tay Lý Mộ Uyển run rẩy, hai mắt chỉ hở ra một chút, dường như muốn mở ra nhưng không còn chút sức lực nào. Vương Lâm bật cười, gật đầu, tay phải giơ lên vuốt lên người cái con thử một cái. Bạch quang lóe lên, con thú nọ dường như được rót ra sinh cơ, hai mắt mở tỏa ra sức sống. Ánh mắt Lý Mộ Uyển vui mừng nhảy nhót vô hô vang, vội vàng vuốt ve bộ lông mượt mà của con thú nhỏ bé. Cảnh giác trong ánh mắt đối với cả Vương Lâm thì cũng ít đi một chút. Đa tạ tiền bối nhiều lắm. Vẻ mặt Lý Mộ Uyển tươi cười, cúi đầu hành lễ với Vương Lâm, rất nhanh lùi lại phía sau, vội vàng xuống núi. Hiển nhiên là trong lòng đối với cả hai chữ lão quái vẫn còn rất đề phòng. Nếu không phải là bất đắc dĩ thì nàng nói gì cũng sẽ không trở lại nữa đâu. Lão quái này hẳn là chẳng phải người xấu. Lý Mộ Uyển xuống núi, quay đầu lại nhìn ngọn núi, thấp giọng thì thào. Lần thứ hai Vương Lâm đưa mắt nhìn Lý Mộ Uyển rời đi, vẻ không đành lòng trong mắt càng đậm. Đúng vào lúc này thì đột nhiên phong vân trên bầu trời cuộn cuộn, cả thiên địa biến sắc.
có lôi đình ầm ầm phủ xuống, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan ra. Trên không trung cũng xuất hiện một dòng xoáy khổng lồ. Dòng xoáy này cấp tốc xoay tròn tràn ngập thiên địa, tỏa ra một luồng uy áp cực kỳ kinh người, tràn ngập cả giới này. Nhưng kỳ dị là tất cả sinh linh hư ảo đều không phát hiện ra một chút nào. Dường như trời đất biến đổi này chỉ hướng tới Vương Lâm, chỉ vì hắn mà thôi. Vương Lâm, còn không mau đốt hương đi, đợi đến khi nào nữa? Bốn chữ cuối cùng hóa thành gió lốc, hình thành vô số tiếng vang ầm ầm chấn động thiên địa. Đợi tới khi nào hả? Trên đại đế tinh thì lão Chu Tước chờ đợi quá lâu, lo lắng hồn Vương Lâm vào trong đó khó tự kiềm chế được. Chính vì vậy, đã không tiếc vi phạm quy định thí luyện mà tiến tới, tay phải đặt trên cây hương, nhảy vào trong hồn của Vương Lâm mà gầm nhẹ. Đốt hương đi, không có khó gì đâu. Chỉ cần dùng hỏa diễm trong hồn của ngươi tản ra, trong thời gian ngắn sẽ khiến cho toàn bộ thế giới này biến thành biển lửa, sẽ không để lại một chút nào là có thể đốt hương được đó. Ta không muốn. Vương Lâm ngẩng đầu, trong mắt như có ngọn lửa thiêu đốt, nhìn về phía dòng xoáy trên bầu trời. Lấy hồn nhập vào thế giới hư thực, ma luyện hồn tâm, xóa đi chút ý niệm phàm trần còn sót lại, dùng hỏa diễm đốt cháy, thiêu bên ngoài hồn, sau đó thì dung nhập ngọn lửa vào hồn, ra một tia hồn hỏa bất diệt, khiến cho Chu Tước thức tỉnh lần thứ tư. Trả giá như vậy để đốt một tia phàm niệm của ta sao? Ta quả thực không làm được. Vương Lâm đứng lên nhìn dòng xoáy trên bầu trời. Nơi này là hồn của hắn. Mặc dù lão Chu Tước có tu vi khó lường, nhưng mà nơi đây là do Chu Tước đời đầu dùng pháp bảo hiện hóa ra, dùng một thần thông không ai có thể giải thích sáng tạo ra nơi này. Lão Chu Tước cũng không thể can thiệp nổi. Người, nơi này chỉ là hư ảo mà thôi, cũng không phải chân thật đâu. Năm đó lão phu cũng từng tiến vào rồi. Giờ đây ngươi chỉ cần hủy diệt đi, sau đó rời khỏi cây hương, thế là có thể thông qua được rồi. Vì sao vẫn còn chấp mê bất ngộ như vậy? Tiếng nói của lão Chu Tước lộ vẻ lo lắng. Dòng xoáy trên bầu trời đột nhiên tan nát, tiếng nói dần dần tiêu tan. Trong nháy mắt khi mà tiếng nói tiêu tan, lời nói của Vương Lâm truyền vào dòng xoáy. Cả đời Vương Lâm ta cũng không bỏ qua chấp niệm trong lòng đâu. Mặc dù là khi vấn đỉnh dẫn động cả thiên kiếp, cũng không khiến ta bỏ qua. Loại bất diệt hồn hòa trong hồn này cũng không phải chỉ có đốt cháy giới này mới có thể tạo thành. Nếu thật sự không như thế, không tạo nên được hồn hòa, thì ta liền nghịch đạo mà làm, lấy chấp niệm bản thân hóa thành nghiệp hòa. Không cần bất diệt hồn hòa, mà sẽ dùng chấp niệm đốt lên nghiệp chướng luân hồi của bản thân mình. Trên đại đế tinh, tay phải của lão Chu Tước thu hồi, nhìn Vương Lâm đang nhắm mắt thở dài một tiếng. Cho dù là Tư Mặc Tử không biết trong nhân giới kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ nhìn cảnh này thì cũng đoán ra được ít nhiều, không nhịn được mà cười lạnh nói. Tiền bối ơi, lúc này hình như đã rất lâu rồi, hình như cái tên thiếu đế thứ ba thí luyện xuất hiện chuyện ngoài ý muốn hay sao ạ? Không đợi hắn nói xong, lão Chu Tước đã quay phát đầu lại, hai tròng mắt trừng lên, tay phải trực tiếp tát cho một cái, lại nghe chát một tiếng cho Tư Mặc Tử ăn một cái bạt tai. Tư Mặc Tử phun máu tươi, thân thể bị quấn đi vạn trượng. Ngoài ý muốn cái rắm nhà ngươi ấy. Con cháu nhà lão tử dùng chấp niệm để đốt lên nghiệp chướng, há cái loại hỗn tạp như ngươi có thể hiểu được hay sao? Tát choán một cái xong, cơn tức giận trong lòng lão Chu Tước hơi tiêu tán, ánh mắt lấp lánh trong lòng thầm nghĩ. Nghiệp chướng mà. Mà cũng hay lắm, cái tên tiểu tử này có khí phách, có dũng khí để đốt lên ngọn lửa nghiệp chướng. Lão tổ đời đầu năm đó cũng từng nói, Chu Tước tộc thành tựu hư hòa, mượn bất diệt hồn hòa, không phải là chánh đồ. Chỉ vì nghiệp mà hòa nhập hồn cực kỳ gian nan, từ cổ chí kim chỉ có lão tổ năm đó mới có thể thành công, cho nên mới không cho phép tộc nhân lựa chọn. Mà cái tên tiểu tử này nếu có thể thành công, thì về sau sẽ trở thành nhân vật đệ nhất của Chu Tước tộc ta cũng nên. Trong nhân phương giới thì dòng xoáy trên bầu trời chỉ một mình Vương Lâm cảm nhận được đang ầm ầm sụp đổ. Dường như có một lực lượng vô hình xé tan, dần dần tiêu tán. Một lát sau bầu trời khôi phục lại vẻ bình thường. Cảnh tượng diễn ra ngắn ngủi này, người trong nhân giới thì ngoài Vương Lâm ra không có người bất kỳ một người nào phát hiện, dường như là không tồn tại. Vương Lâm đứng trên đỉnh núi, thu hồi ánh mắt nhìn trời cao, khoanh chân ngồi xuống, nhóm lên nghiệp chướng luân hồi, lấy một tia chấp niệm hóa thành nghiệp hòa. Không đốt cháy thiên địa, không hủy diệt giới này, mà là đốt cháy cả hồn phách của mình. Từ trong cửu tử nhất sinh,
trong nháy mắt khi hồn phách hoàn toàn bị thiêu đốt, hủy diệt mà tìm ra một đường sinh cơ, hóa thành mầm mống nghiệp hóa. Vì thế mà có cơ hội khiến cho Chu Tước thức tỉnh lần thứ tư, từ trong cảnh giới thực hỏa đột phá, bước vào cảnh giới từ cầu trí kim cực ít người của Chu Tước tộc đạt tới, cảnh giới hư hỏa. Người có thể đạt tới cảnh giới hư hòa thì sự cường đại tuy không bằng tu sĩ bước thứ 3 nhưng cũng đủ để khiến cho tu sĩ bước thứ 3 coi trọng, có thể cùng tu sĩ bước thứ 3 giao chiến. Ngươi không thể tức giận, không thể mừng rỡ, không thể nóng ruột, cũng không thể có bất cứ một dao động tâm tình nào. Bởi vì một khi mà dao động thì cũng sẽ trở thành thần thông để người có hư hòa giết địch. Đây là một loại thần thông thuật rất là kinh khủng. Phải biết rằng hễ là sinh linh thì dù tu vi có cao tới đâu đều có tình cảm. Dù kẻ có âm trầm tới mấy hay người ẩn thế thì cũng đều tồn tại tâm tình. Thậm chí là tưởng niệm của Lam Mộng Đạo Tôn với thê tử, sự trìu mến đối với cả nữ nhi cũng có thể trở thành hư hòa. Trừ phi có thể khóa chặt một cách hoàn mỹ hết thảy tâm tình, hoặc là triệt tiêu toàn bộ tâm tình thì mới có thể là không sợ tu sĩ hư hòa. Sự đáng sợ của tu sĩ hư hòa quan trọng nhất không phải là phương diện chiến đấu đơn độc mà là quần chiến. Một tu sĩ hư hòa có thể chiến thiên quân vạn mã. Trong thiên địa thì bước đầu hiểu lôi tu nhập đạo vô cùng gian nan, mở ra không môn cực kỳ khó khăn. Nguyên nhân là bởi vì lôi vốn là do thiên địa điều khiển, lấy thứ này phá thiên thì lại khó càng thêm khó. Mà hỏa bổn nguyên cũng như vậy. Hỏa là một trong ngũ hành của thiên địa. Chỉ có sau khi đạt tới hư hòa thì mới thoát ly khỏi ngũ hành, không còn ở trong vòng ngũ hành nữa. Nếu tiến thêm một bước nữa, hình thành đạo hỏa thì có thể thành tựu đại bổn nguyên thuật, có thể dùng lửa để mở ra không môn, trở thành tu sĩ bước thứ 3. Giờ đây ánh mắt Vương Lâm vô cùng bình tĩnh. Hư hỏa khó khăn chính là ở chỗ là khó nhen nhóm lên ngọn lửa, làm cho Chu Tước tỉnh giấc lần thứ 4. Nhưng hắn không muốn đốt cháy giới này để hóa thành mầm mống của bất diệt hỏa, mà muốn tự chọn con đường gian nan hơn. Con đường này thì sinh tử khó lường, Vương Lâm giờ phút này có thể lựa chọn từ bỏ, rời khỏi nơi này, thất bại ở trong thí luyện này. Con đường này thì sinh tử khó lường, Vương Lâm giờ phút này thì còn có thể lựa chọn từ bỏ, rời khỏi nơi đây, thất bại ở trong thí luyện này. Tuy nhiên thì lão Chu Tước coi trọng ta như vậy, ta làm sao có thể từ bỏ được cơ chứ? Vương Lâm thì thào, trong mắt lộ vẻ kiên định. Cũng như việc hắn không muốn đốt cháy nơi này, tính cách Vương Lâm đối với ân huệ cực kỳ coi trọng. Hắn không thể làm cho lão Chu Tước thất vọng được. Vương Lâm đến hít một hơi thật là sâu, hai mắt từ từ nhắm lại. Trong nháy mắt khi hắn nhắm mắt thì toàn thân hắn liền có một ngọn lửa màu lam ầm ầm bùng lên. Ngọn lửa này không tỏa ra ngoài mà hừng hực thiêu đốt ở bên trong cơ thể của hắn. Ngọn lửa này người ngoài không thể nhìn thấy, nhưng lại khiến cho hồn phách bị thiêu đốt đến đau đớn. Dù là Vương Lâm thì thân thể cũng trở nên run rẩy. Hắn cắn chặt hàm răng, cố gắng chịu đựng cảm giác hồn phách bị thiêu đốt, chịu đựng việc dùng chấp niệm của mình để hoàn toàn hủy diệt bản thân. Ta lấy một tia chấp niệm nhập đạo, thiên kiếp cũng không thể hủy diệt được ta, ai có thể cản được ta chứ? Vương Lâm ngẩng phát đầu, trợn mắt giận dữ. Ngọn lửa ầm một cái vần quanh ngoài thân, ngọn lửa hừng hực kinh thiên động địa, nhưng người bên ngoài lại không ai có thể chứng kiến. Ở trong nhân này, từng ngày trôi qua, Lý Mộ Uyển đi tới ngọn núi này dần dần nhiều lên. Mỗi lần Vương Lâm thấy Lý Mộ Uyển thì dù hồn phách bị thiêu đốt, thì dù thống khổ tới mấy, trong lòng trong mắt hắn cũng không lộ ra nửa điểm. Tất cả đều biến thành hồ sâu đầy ôn nhu. Hồ sâu đầy ôn nhu. Đối với loại thần sắc này của Vương Lâm thì Lý Mộ Uyển cũng dần dần thích ứng, có khi lại tò mò nói chuyện với cả Vương Lâm vài câu nữa. Chẳng qua Lý Mộ Uyển vốn rất là tinh tế, chậm rãi phát hiện ra mỗi lần tới ngọn núi này, tiền bối cổ quái kia dường như càng trở nên hư nhược hơn, thậm chí bộ dáng của hắn ngồi cũng chậm rãi già nua đi. Nhưng nàng căn bản không biết là lúc này Vương Lâm đang chịu nỗi thống khổ không thể hình dung. Hắn muốn nhóm lên nghiệp chướng chính là dựa vào một tia chấp niệm trong lòng. Tia chấp niệm này càng sâu thì ngọn lửa bốc lên sẽ càng mạnh. Mỗi lần gặp Lý Mộ Uyển, chấp niệm của Vương Lâm sẽ càng sâu và ngọn lửa lại càng dữ dội hơn, nỗi thống khổ cũng vì vậy mà càng đậm hơn nữa. Năm tháng qua đi, cũng chẳng biết là trải qua bao lâu, hỏa diễm trong hồn phách của Vương Lâm đã nồng đậm tới một mức nhất định. Hai mắt của hắn tan rã, thân thể cực kỳ suy yếu, ngay cả mặt mũi cũng đã từ một thanh niên trở thành một người trung niên. Dường như thời gian 2000 năm trong thời gian hồn phách bị thiêu đốt này đã phủ xuống thân thể Vương Lâm với tốc độ cực nhanh. Bỏ cuộc đi,
ngươi không thể chịu đựng nổi nỗi thống khổ khi mà hồn phách bị đốt cháy đâu. Cái loại cảm giác này lão phu tuy không có kinh nghiệm, nhưng mà từ một lần lão tổ nói chuyện, ta đã biết là năm đó nó sẽ khiến cho lão tổ không sao quên nổi rồi. Trên bầu trời, dòng chảy lúc trước sụp đổ lại xuất hiện. Giọng nói của lão chú tước mang theo sự lo lắng, còn ẩn chứa cả sự không đành lòng nữa. Vương Lâm cắn chặt răng, thần trí mơ hồ. Thống khổ kịch liệt như là thủy triều đã sớm bao phủ hắn. Loại thống khổ này so với cả đời Vương Lâm gặp phải thì nhiều hơn gấp mấy lần. Chỉ có năm đó gặp cổ thần kiếp, thân thể một lần nữa sụp đổ và tái tạo vô số lần, dường như mới có thể so sánh. Tuy nhiên hai loại thống khổ này lại có sự bất đồng rất lớn. Người hiện giờ chỉ là hồn phách bị thiêu đốt thôi, chấp niệm chưa chuyển hóa thành nghiệp hỏa. Sự thống khổ mới là bắt đầu mà thôi. Chỉ khi nào mà nghiệp hỏa xuất hiện, chỉ ngươi mới phải trải qua kiểu chuyển nghiệp kiếp. Dưới nghiệp kiếp đó, lão tổ cũng phải có người bảo vệ mới có thể vượt qua được đó. Ngươi hiện giờ bỏ cuộc vẫn còn kịp. Một khi chấp niệm hóa thành nghiệp hỏa dãy lên thì hồn phách của ngươi lập tức sẽ bị hủy diệt ngay lập tức. Căn bản không thể hóa thành nghiệp chướng được đâu. Lão tổ ngày đó có tiên tôn bảo vệ, nếu không thì quả quyết không thể thành công đâu. Tiếng nói của lão chú tước cực kỳ lo lắng. Mà cái cô bé kia chính là chấp niệm trong lòng ngươi sao? Trong nhân giới này tất cả chỉ là hư ảo mà thôi, ngươi sao lại phải khổ như vậy? Chỉ vì một ký ức hư ảo mà khiến mình lâm vào nguy cơ sinh tử vậy cơ chứ? Vương Lâm, tên tiểu tử ngốc này, ngươi vì sao vẫn bất chấp mê ngộ thế hả? Tiếng nói của lão chú tước lại càng lo âu hơn, mơ hồ mang theo vẻ nghiêm khắc nữa. Vương Lâm không nói gì. Giờ phút này thần trí của hắn đã không còn tỉnh táo nữa, đã bị sự thống khổ khi hồn phách bị thiêu đốt hóa thành một đám ký ức tràn ngập trong hồn phách của hắn. Lần đầu tiên gặp Lý Mộ Uyển, Tu Ma Hải, Vân Thiên Tông, rồi Hồng Nhan Khô Cốt, cuối cùng biến thành một khối thi thể ngủ say trong Thị Thiên Quan. Tất cả những chuyện này đều thiêu đốt trong linh hồn của Vương Lâm. Đã quá lâu rồi đấy, nếu ngươi tiếp tục như thế này nữa sẽ gặp phải nguy cơ sinh tử. Ngươi vẫn không bỏ được chuyện phàm trần, không thể đốt cháy giới này. Lão phu dù ngày sau có bị ngươi hận thì cũng sẽ giúp ngươi hủy diệt giới này đó. Lão chú tước nói xong, lập tức trong dòng xoáy trên bầu trời liền có một biển lửa ầm ầm tràn ra kinh thiên động địa. Trong phút chốc ở trên bầu trời tràn về bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đã tràn ngập cả bầu trời, tuôn về phía dưới, trong nháy mắt sắp sửa đốt cháy ở giới này. Nhưng mà đúng lúc này, thân ảnh Lý Mộ Uyển lại xuất hiện ở trên đỉnh núi, mang theo hơi thở gấp gáp đang leo lên. Nàng không nhìn thấy ngọn lửa, nhưng mà trong mắt của Vương Lâm lại thấy cả biển lửa từ trên trời giáng xuống, như là một cái miệng lửa thật lớn lao thẳng đến Lý Mộ Uyển. Trong tích tắc này, vẻ mờ mịt trong mắt Vương Lâm lập tức trở thành rõ ràng. Đôi mắt hắn bùng lên ánh lửa ngập trời, liền đứng phụt dậy, bước về phía trước một bước. Trong nháy mắt khi mà ngọn lửa kia đụng vào Lý Mộ Uyển đang còn chưa biết chuyện gì xảy ra, thì Vương Lâm đã ôm lấy thắt lưng của Lý Mộ Uyển, lấy lưng của mình để ngăn cản biển lửa hừng hực kia. Lý Mộ Uyển còn đang sững sờ thì Vương Lâm đã ôm lấy nàng, xoay người lại, ngẩng phát đầu gầm nhẹ một tiếng: "Ta có thể làm được." "Ngươi, ngươi đúng là..." Lão chú tước lửa giận bốc lên tận đầu, ngọn lửa trên bầu trời lập tức bị dừng lại. "Lão tổ, vạn bối cả đời tu đạo chỉ vì một người, cho dù là hư ảo, vạn bối cũng không muốn làm thương tổn, lại càng không muốn hủy diệt." Vương Lâm nhìn bầu trời, nước mắt chảy dài. Nước mắt này rơi trên mặt Lý Mộ Uyển, mang theo nhiệt độ cực cao, lại như thấm vào tâm can của nàng, khiến cho trong mắt của nàng hiện lên vẻ mê man. Ngay trong nháy mắt khi Vương Lâm nói xong câu này, ngọn lửa trong hồn phách hắn đột nhiên bộc phát một lần nữa, lần này còn kịch liệt hơn những lần trước vô số lần. Cùng dưới ngọn lửa này còn có một tia lửa đen đột nhiên bùng lên. Tia lửa đen này vừa xuất hiện, thiên địa liền biến sắc. Ngay cả ngọn lửa màu lam đang thiêu đốt trong linh hồn Vương Lâm cũng trong chốc lát bị áp đảo. Chính là nghiệp hỏa. Lão chú tước thấy vậy hít một hơi thật là sâu, thở dài: "Chấp niệm hóa thành nghiệp hỏa, ngoài lão tổ đời thứ nhất ra thì chẳng còn người nào có cách ngăn cản nghiệp hỏa thiêu đốt thân thể ngươi. Ngươi đã lựa chọn như vậy thì mặc ngươi vậy." Tiếng nói của lão chú tước dần dần tiêu tan, biển lửa trên bầu trời cũng hoàn toàn biến mất, dòng xoáy tan biến. Lúc này ngọn lửa màu đen kia trong thời gian ngắn liền tràn ngập thân thể Vương Lâm, lan tràn ở phía trong ngọn lửa màu lam. Gần như chỉ trong chốc lát,
thì 8 phần 10 ngọn lửa màu lam đã hóa thành ngọn lửa màu đen. Nỗi đau đớn từ trận trong linh hồn truyền đến khiến thân thể Vương Lâm run rẩy. Sự thống khổ này so với vừa rồi còn nồng đậm hơn cả trăm ngàn lần. Hồn phách của hắn lấy mắt thường có thể thấy đang nhanh chóng bị hủy diệt. Thân thể hắn lại cũng nhanh chóng tiêu tán. Nhưng mà cánh tay hắn thì vẫn ôm chặt lấy Lý Mộ Uyển. Đưa mắt dùng tất cả khả năng che giấu đi sự thống khổ và đau đớn, ôn nhu mà nhìn nàng. Có thể làm bạn với nàng vài ngày, ta đã rất thỏa mãn. Dù nàng chỉ là hư ảo, thì ta cũng quyết không cho phép bất cứ một kẻ nào làm tổn thương đến nàng đâu. Vương Lâm yên lặng nhìn Lý Mộ Uyển nhẹ giọng mà nói. Chẳng qua tiếng nói của hắn lại khiến cho tâm thần Lý Mộ Uyển chấn động vô cùng. Ngươi là ai? Lý Mộ Uyển kinh ngạc nhìn Vương Lâm,